Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Tại trung tâm thương mại Khodop ở Praha đang diễn ra triển lãm các vật dụng liên quan đến bạo lực tình dục với tên gọi Obyče na předměty, na obyče na bolest. Mỗi đồ vật tại đây đều trông rất bình thường và quen thuộc, nhưng chúng đều chứa đựng những câu chuyện riêng và từng khiến cuộc sống của ai đó bị xáo trộn. Một trong những định kiến mà tác giả của cuộc triển lãm muốn xóa bỏ là nạn nhân của bạo lực tình dục không phải tự mình gây ra bằng những bộ quần áo gợi cảm. Tại Séc, số lượng nạn nhân bị bạo lực tình dục ngày càng gia tăng và theo số liệu mới nhất, trong hai người phụ nữ thì sẽ có một người từng trải qua một loại bạo lực tình dục nhất định, và đối với đàn ông là một trong bốn người. Tại Séc sẽ có 6 nhà máy thủy điện tích năng mới được xây dựng không ảnh hưởng đến thiên nhiên và cảnh quan. Theo danh sách các khu vực mà Bộ trưởng Môi trường và Nông nghiệp đưa ra thì địa điểm xây dựng nhà máy sẽ là khu vực Orlik, Slapy, Pastmini, Libokovani, Vinice và Sleska Hata. Bộ trưởng Petr Hladík cũng cho biết việc xây dựng sẽ tiêu tốn hàng chục tỷ korun và sẽ giúp tăng đôi sản lượng điện hiện tại. Các nhà máy thủy điện tích năng có thể cung cấp điện cho lưới điện trong vòng 1 phút và là một trong những cơ sở lưu trữ năng lượng điện phù hợp nhất. Người dân tại Cộng hòa Séc lại bắt đầu có cơ hội sở hữu một ngôi nhà riêng cho riêng mình. Vào năm ngoái, nguồn cung nhà ở đã giảm giá nhẹ và theo các chuyên gia thì xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong năm nay. Ngoài diễn biến giá cả, các yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát mà theo dự đoán của Ngân hàng Trung ương sẽ nằm ở mức 2,6%, cũng như mức lãi suất thế chấp giảm. Theo nhà kinh tế Petr Dufek của Creditas, một hộ gia đình trung bình hiện tại sẽ cần khoảng 8 năm thu nhập để có thể sở hữu được một căn nhà rộng 60m². Tỷ phú Mark Zuckerberg mất gần 3 tỷ đô la Mỹ sau sự cố Facebook. Ngay sau khi Facebook sập trên toàn cầu, cổ phiếu của công ty mẹ Meta đã sụt giảm gần 2%. Phần lớn doanh thu của tập đoàn này đều thông qua quảng cáo được hiển thị cho người dùng tại các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Instagram. Nếu tính toán theo số liệu của tập đoàn, trung bình thu từ quảng cáo trong một ngày của Meta sẽ khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 54 triệu đô la Mỹ trong một giờ. Như vậy, các nền tảng chính ngừng hoạt động trong 2 giờ có thể khiến công ty này thiệt hại khoảng 108 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, tổ chức giám sát quyền trực tuyến và quản trị internet Netblock cũng ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại 160 triệu đô la Mỹ mỗi giờ khi Facebook, Instagram và WhatsApp ngừng hoạt động. Sau những tin đồn có thể dồn lực tài chính cho ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, mới đây, giám đốc điều hành Tesla tỷ phú Elon Musk khẳng định sẽ không quyên tiền cho cả ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa Trump lẫn ứng cử viên Đảng Dân chủ là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trước đó, ông Musk và ông Trump đã gặp nhau trong một sự kiện ít người tổ chức tại Florida cuối tuần trước. Sự kiện có sự tham gia của một số nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng hòa. Một nguồn tin tiết lộ, cựu Tổng thống Trump đang tìm nguồn tài trợ lớn cho chiến dịch vận động của ông. Đám đông người biểu tình hôm ngày 6 tháng 3 cùng đẩy một chiếc xe bán tải màu trắng vào cửa tòa nhà cung điện quốc gia khi Tổng thống Mexico đang tổ chức họp báo thường ngày bên trong. Chiếc xe liên tục đâm cho đến khi cánh cửa hoàn toàn bị hỏng. Một số người biểu tình xông vào tòa nhà, song bị nhân viên an ninh dùng hơi cay để lùi. Lực lượng hành pháp cũng dựng hàng rào để ngăn người biểu tình xâm nhập. Cuộc biểu tình diễn ra để đòi công lý cho 43 sinh viên mất tích bí ẩn hồi năm 2014. Hơn 100 người biểu tình vẫn ở bên ngoài cung điện. Truyền thông địa phương đưa tin một số người liên quan vụ phá cửa đã bị bắt. Một trường cấp 2 ở bang Kerala của Ấn Độ đã đi vào lịch sử khi triển khai giáo viên trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên có tên là Iris và có ngoại hình là nữ. Giáo viên AI này có thể trả lời các câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề khác nhau, cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói được cá nhân hóa và tạo điều kiện cho trải nghiệm học tập tương tác. Việc sử dụng giáo viên AI đánh dấu bước ngoặt trong công tác giáo dục của bang Kerala. Iris có khả năng cá nhân hóa việc học tập, đáp ứng các phương pháp học tập khác nhau và khiến việc học trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh. Mặc dù còn phải theo dõi tác động lâu dài, nhưng Iris chắc chắn sẽ mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của giáo dục, nơi AI đóng vai trò hỗ trợ trong lớp học. Từ bao đời nay, áo dài luôn được coi là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt, là trang phục được phụ nữ và nam giới, từ người cao tuổi tới các bạn trẻ sử dụng ngày càng phổ biến và được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Đến nay có thể nói, áo dài Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trang phục dân tộc, nó còn chứa đựng cả một bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, những quan niệm thẩm mỹ, ý thức và tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Mong áo dài sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản thế giới.
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.